chào tất cả các bạn, mình là Hanna, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Nha Trang Live. Nhắc tới đặc sản Nha Trang, chúng ta phải kể đến là nem Ninh Hòa, bún sứa, chả cá hoặc các món ăn được làm từ hải sản. Trong đó, cơm chiên muối Ý là một trong những món ăn ngon Nha Trang, nổi tiếng bán ở khắp các nhà hàng hoặc là những quán cơm bình dân, hội tụ ba yếu tố ngon, bổ, rẻ và được rất là nhiều thực khách du lịch ưa chuộng. Ngày hôm nay, Hanna sẽ chia sẻ đến mọi người món cơm chiên lá Ý Nha Trang nó ra sao. Bây giờ mời các bạn cùng Hanna vào bếp để làm món cơm chiên lá Ý Nha Trang nha. Bây giờ là mình sẽ giới thiệu nguyên liệu để làm cơm chiên lá Ý Nha Trang nha các bạn. Đây là nguyên liệu làm cơm chiên lá Ý Nha Trang, gồm có cơm nguội, tỏi, ớt, rồi gia vị bột ngọt, muối và đường. Thành phần không thể thiếu đó chính là lá Ý. Lá Ý ở đây là người ta thường gọi là lá quế đó các bạn. Mình sẽ chọn Ý trắng nha các bạn. Ý trắng nó thơm hơn là Ý quế, nó làm cho cơm chiên mình nó sẽ hấp dẫn hơn. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm. Mình sẽ cho lá Ý vô và chung. Như vậy là mình đã giã xong muối Ý rồi. Bây giờ chuẩn bị chiên cơm thôi. Chúng ta đảo đều tay để cơm nó không có bị bón cục. Bây giờ mình sẽ nêm thêm một ít bột ngọt và đường. Thì lúc nãy mình chỉ bỏ muối, chưa bỏ bột ngọt và đường nha các bạn. Từ lá Ý ra nó sẽ là màu xanh của hạt cơm. Như vậy là cơm chiên lá Ý của mình đã hoàn thành xong rồi các bạn. Bây giờ mình nhắc bếp. Bây giờ mình sẽ trang trí đĩa để bỏ cơm ra. Thank you.
cơm chiên lá é Nha Trang này mình sẽ ăn kèm với nước tương hoặc là nước mắm. Mình sẽ cho vào đây vài lá ớt. Xong, như vậy là cơm chiên lá é Nha Trang của mình đã hoàn thành. Bây giờ chỉ còn việc là thưởng thức thôi. Đây là dĩa cơm chiên muối é Nha Trang của mình đã hoàn thành xong rồi. Nó rất là đơn giản với những cái nguyên liệu mà có thể tự tìm ở nhà, lá é thì mình hái ở nhà. Sáng trên thành phố du lịch Nha Trang với món cơm chiên lá é Nha Trang thật là tuyệt vời đúng không các bạn? Với vị mặn hòa tan với hương thơm của tỏi, của lá é trắng và vị cay nồng té lưỡi của ớt hiểm, nó tạo ra rất là nhiều cung bậc cảm xúc. Khi các bạn đi du lịch Nha Trang thì các bạn đừng nên bỏ qua món cơm chiên lá é Nha Trang này nhé các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video của mình. Đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ.